chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumont. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu quý vị hai loại collagen mà hàng đang rất là hot và hàng đã vừa về đến hôm thứ hai, và hôm nay sau khi được FDA clear thì chúng tôi đã có hàng ra thị trường cho quý vị rồi. Thật sự thưa quý vị, quý vị có nhiều người đặt câu hỏi nè, tại sao hàng collagen của Beaumont đó lúc nào cũng phải đặt hàng trước hết trơn á, phải chờ nhiều khi 4 đến 6 tuần mới có hàng. Xin nhắc lại quý vị nữa là collagen của Beaumont là collagen tươi. Quý vị hiểu cái chữ tươi đúng không? Thứ nhất đó là collagen làm từ là da cá hồi tươi. Là như thế nào? Thưa quý vị, là ở ngoài thị trường đó có những loại làm từ là bột, từ những chất collagen khô nấu ra thành. Còn từ da cá tươi, và đặc biệt nữa là amino, là một cái loại da cá tươi và không có được nuôi trồng, có nghĩa là ngoài thiên nhiên. Đó. Thưa quý vị, cá hồi thiên nhiên và cá hồi ở nuôi nó khác như thế nào sẽ phân tích sau. Nhưng cái lý do mà collagen của Beaumont luôn luôn là phải chờ là như vậy, cái số lượng đặt nhiều hơn số lượng được nấu ra. Và câu hỏi tại sao là tại sao không nấu nhiều, đúng không? Không nấu nhiều được bởi vì collagen Beaumont làm từ da cá hồi đã được đánh bắt chứ không phải là nuôi, cho nên không có sẵn, thưa quý vị. Vì vậy mà quý vị phải cần chờ đợi những cái chất tươi đó về để làm quý vị. Trên màn hình thưa quý vị là cái sản phẩm cá hồi. Cá hồi nuôi và cá hồi thiên nhiên nó khác cái màu rất là rõ. Quý vị đi chợ quý vị thấy đó là cái cá hồi thiên nhiên đó cái màu đỏ hơn, và giữa các xớ thịt nó không có những cái sọc bằng mỡ. Còn cá hồi mà quý vị được nuôi thì thưa quý vị là ở đó nó có rất là nhiều cái sọc bằng mỡ nằm xen lẫn những cái thớ thịt màu vàng. Đó là cái cá hồi nuôi. Thì thật sự cá hồi nuôi đó nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta nếu chúng ta bị lạm dụng nó. Tại sao cá hồi ở ngoài thị trường mà cá hồi màu đỏ tươi mà gọi là nuôi tự thiên nhiên đó thì nó mắc gấp đôi cá hồi nuôi là như vậy đó quý vị. Trên cái hộp khi mình mua về đó, nó có cái miếng dán là Wild Salmon hay là Farm Raised Salmon. Farm là nuôi ở farm. Quý vị lưu ý cái đó. Mình ham rẻ thì mình ăn cái loại ở farm. Còn mình thấy mình bảo vệ sức khỏe thì ăn cái loại cá thiên nhiên. Rồi cái nữa là Salmon Mild Extract. Salmon Mild Extract là gì thưa quý vị? Salmon Mild Extract là một cái loại sữa của trứng cá hồi. Nó được chiết xuất ra từ sữa trứng cá hồi và nó chống oxy hóa và làm trẻ hóa da rất là mạnh. Đặc biệt là nó cải thiện chức năng não bị suy giảm, nó giúp tăng cường chức năng ở người khỏe mạnh. Cái đến nữa là chất gì thưa quý vị? Cái đến nữa là những cái chất vitamin mà chúng tôi muốn nói đến là ceramide. Ceramide là chất giữ ẩm tự nhiên của da, giúp hỗ trợ bảo vệ da, tạo ra một lớp màng bảo vệ giúp da không có bị lão quá sớm. Kế nữa là Pyrider là cái chất gì thưa quý vị? Nó rất là nhiều cái chất để mà giúp quý vị tìm hiểu thêm rõ về tại sao trong cái trứng cá hồi này nó mắc và nó đặc biệt như vậy. Cái chất này thưa quý vị là một cái chất từ thiên nhiên, mà cái hay nhất của nó đó là nó tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, được tìm thấy chủ yếu là trong cái cam hoặc quýt, và đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Nó giúp hỗ trợ điều trị cái chứng bệnh trĩ đó quý vị. Rồi kế nữa là chất gì? Là CoQ10. CoQ10 là một cái chất mà nó tạo ra năng lượng trong tế bào quý vị, để ngăn cản cái tiến trình bị suy tim, và đồng thời nó giúp giữ cho làn da mình tươi trẻ, ngăn chặn yếu tố gây hại bên trong, làm tổn thương tế bào da, và hay nhất là nó có thể hỗ trợ trong cái liệu trình trị tiểu đường và những cái bệnh như là bệnh Alzheimer hay là Parkinson. Rồi kế nữa là chất gì? Chất vitamin C là một chất để làm trẻ hóa da và giúp kích thích collagen của quý vị, và đồng thời đó là làm sạch và làm tăng cái đề kháng cho cơ thể quý vị. Rồi lại vitamin E. Vitamin E làm trắng da, đặc biệt nhất là nó hỗ trợ cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó giúp giảm cái bệnh hen, bệnh suyễn, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể khi mình về già. Và đặc biệt vitamin E giúp hỗ trợ quá trình điều trị gan nhiễm mỡ rất là hay. Rồi vitamin B3 là nó hỗ trợ tiêu hóa nè, cung cấp năng lượng nè, là tăng cường chức năng não nè, cải thiện cholesterol nè, điều trị chứng bất lực nè, rồi bệnh viêm khớp nè, giúp hỗ trợ giảm đau bệnh viêm khớp nè, giảm nguy cơ bệnh tim nè. Rồi vitamin B1. B1 là ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể của mắt nữa. Bảo vệ cơ thể và da khỏi bị lão dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn đồi mồi, cải thiện trí nhớ và giúp khả năng tập trung. Rồi kế đến nữa là B2. Vitamin B2
giúp phân hủy protein, làm tan cái chất béo trong người chúng ta không có bị mập khi dùng cái B2, và giảm rụng tóc, đồng thời giữ ẩm cho da, giữ ẩm cho màng nhầy trong cái đường ruột chúng ta, phục hồi các vết thương và đặc biệt nhất là hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu. Rồi vitamin B6. B6 thì giúp giảm trầm cảm, ngăn ngừa sự suy giảm chức năng của não, ngăn ngừa điều trị bệnh thiếu máu, bệnh tim và đặc biệt nhất là ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Rồi cuối cùng là chất bonito acetin. Bonito acetin là cái gì? Là nó cải thiện độ đàn hồi của da và đặc biệt điều chỉnh lại da. Thưa quý vị, trong những cái chất từ như vậy, cho nên cái collagen của Billmore thứ nhất là bán rất là chạy. Thứ nhì là rất là tốt ở cái độ tươi của nó. Một cái cuối cùng nữa là nó là 21.000 mấy, gần 22.000 mg trong một chai. Quý vị tính đi ra, ở thị trường nó có loại là 2.500 mg, 5.000 mg, 6.000 mg, 13.000 mg và cuối cùng là 22.000 mg. Là cái gì? Đó là cái hàm lượng collagen ở trong cái chai của quý vị uống. Thưa quý vị, hàm lượng collagen càng cao thì nó càng mắc tiền. Và có những người nói tại sao là phải uống tham mấy ngàn, tôi uống 5.000 là đủ rồi, hay là 2.000 mấy là đủ rồi. Có những loại collagen á, thì thưa quý vị, người ta nói là một ngày uống phải 2 chai. Nó mới đủ cái hàm lượng cung cấp cơ thể. Đó, thì tại vì cái hàm lượng nó thấp, cái cơ thể chúng ta hồi trẻ đó, một ngày quý vị chỉ cần 5-3.000 mg là đủ rồi. Nhưng khi trên 40, quý vị cần tới là 5-10.000. Trên 50, cần tới trên 10.000. Và quý càng lớn tuổi, quý càng cần nhiều. Chứ không phải là collagen uống nhiều, như một số thông tin lệch lạc là uống nhiều sẽ đào thải ra, uống nhiều bệnh gan là một cái sai lầm vô cùng. Thật sự ra, có rất là nhiều collagen. Thì mỗi một công ty đều nói tốt về sản phẩm của mình. Nhưng cái sự phán xét và cái sự tin tưởng tùy vào cái suy nghĩ của quý vị nữa. Một cái hộp collagen của Billmore, nó có tới 12 chất vitamin nằm trong đó. Quý vị phải không cần phải tốn tiền mua thêm 12 cái viên thuốc collagen uống vô, hay là 12 cái viên thuốc vitamin uống vô. Tại vì có collagen là đủ rồi, nó nằm chung với 12 loại vitamin rồi. Rồi cái loại khác đó, nó không có vitamin gì hết, nó chỉ có collagen với lại nước thôi. Thì chắc chắn rằng sao? Nó phải rẻ rồi, tại vì phải mua thêm một bụng thuốc nữa. Uống chai collagen và 12 viên thuốc vitamin. Đoạn này là một chai một, nó có 12 chất trong đó. Rồi, như ví dụ cái đơn giản nhất, họ nói rằng collagen Billmore nó đặc quá, là cái gì trong đó mà đặc quá vậy? Ok, collagen là một cái chất nhờn và là một cái chất keo để kết dính các bộ phận xương khớp, da, dây chằng của cơ thể chúng ta dính lại với nhau. Đó là khoa học đã nói từ xưa tới nay. Collagen một chất nhờn, một chất keo. Cho nên bản chất của nó là như thế nào quý vị? Là nó phải dẻo, phải kẹo, đúng không? Thì trong một cái chai 50ml đi, một ví dụ, trong một cái chai quý vị bỏ 2.500 vô thì chắc chắn rằng nó sẽ lỏng hơn là bỏ 5.000. Và cái 5.000 nó sẽ lỏng hơn là cái 13.000. Và cái 13.000 nó sẽ loãng hơn là cái 22.000. Bởi vì collagen là một chất kết dính, nó giống như một cái hồ của cơ thể vậy đó. Cho nên nó phải dẻo và phải đặc sành sẹt như vậy. Thì collagen nó càng nhiều thì cái chai nó càng đặc. Đó là cái lẽ tự nhiên thôi. Có một số công ty người ta, hay là một số sản phẩm người ta không có hiểu rõ về collagen. Người ta nói lệch lạc là nó đặc quá, uống không tốt. Collagen càng cao nó phải càng đặc, bởi vì nó là một chất kết dính nha quý vị nha. Rồi, thì dĩ nhiên là 2.500 hoặc là 2.000 hoặc là 1.000 trong một chai thì nó, thì 22.000 có phải, nó phải đặc hơn 22 lần không? Còn 5.000 phải nó đặc hơn 4 lần không? Nó càng đặc hơn bởi vì cái hàm lượng collagen nó nhiều trong đó hơn. Và cộng với lại 13 cái loại vitamin trong đó nữa, thưa quý vị. Vì vậy là nó phải có vitamin. Đó là cái công ty muốn phân tích quý vị thôi. Thì quý vị chọn đi, mua một cái hộp collagen. Quý vị uống là một ngày 2 chai hoặc một ngày 1 chai. Một hộp như vậy đó, một như ví dụ như là 100 đồng đi. Thì một ngày một chai thì nó có 10 chai hay là 8 chai là 10 ngày, 8 ngày hết 100 đồng rồi. Một hộp nó chỉ có 8 chai thôi. Nhưng mà nó dùng ở trong 30 ngày lận. Tại vì một tuần nó có 2 chai à. Mà cái tiền nó cũng bằng vậy. Quý vị chọn một hộp uống 10 ngày
cũng số tiền đó, và một hộp cũng số tiền đó, nó uống tới 30 ngày. Quý vị chọn chỗ nào? Một tuần 14 chai, tại một ngày 2 chai, và một tuần chỉ có 2 chai thôi. Quý vị chọn cái nào? Mà trong 2 chai đó đó, nó có luôn 13 cái loại vitamin. E nè, C nè, B1, B2, B6 nè, rồi nhau trứng cá hồi nè. Nó có cả chục cái loại vitamin nằm ở trong đó đó. Để chi? Để hỗ trợ sức khỏe quý vị. Không phải đẹp không? Đẹp và khỏe nữa. Quý vị chọn đúng không? Một bên là một chai collagen, một ngày dùng 2 chai cộng với 13 cái viên thuốc. Một bên là một tuần chỉ có 2 chai, không có viên thuốc nào, tại nó nằm trong đó hết rồi. Quý vị chọn cái nào? Đây là cái sự lựa chọn thông minh nhất quý vị trong lúc này. Thì hiện nay thưa quý vị, Collagen Billmore sẽ bán một hộp tặng một hộp. Sẽ bán một hộp tặng một hộp. Một hộp là 180 đồng cho cái màu đỏ, là nó gồm có nhau trứng cá hồi ở trong đó. Nhau trứng cá hồi và sữa của cái trứng Simon, trứng cá hồi là nó giúp cho quý vị tái tạo da cực kỳ nhanh, bán một tặng một. Rồi còn cái màu vàng cũng là một tặng một. Thành phần nó y chang với nhau, nó chỉ thiếu là nhau trứng cá hồi ở trong đó mà thôi. Đó, thì quý vị nào muốn trắng da nhanh, muốn tươi da nhanh thì hãy dùng màu đỏ. Và đặc biệt trong cái collagen hai loại này đó, thì thưa quý vị, nó giúp chúng ta giảm các cơn đau khớp cực kỳ nhanh và cực kỳ hay. Bởi vì trong đó có những cái chất hỗ trợ cái khớp của quý vị. Khi chúng ta lớn tuổi, chất nhờn, nó tóm lại là chất collagen trong cơ thể chúng ta, nó giảm dần theo năm tháng. Cho nên chúng ta không có bồi bổ lại được bằng cái thực phẩm mỗi ngày đâu. Mỗi ngày quý vị đi chợ, quý vị có bao giờ nghĩ rằng mua cái này ăn cho có collagen, mua là có B1, mua đồ ăn là có B2, mua đồ ăn là có B3. Không, không có tính tới vitamin, chỉ ăn cho nó ngon thôi. Thì trong cái chai này nè, là nó có mười mấy loại vitamin cho quý vị đó, khỏi cần tính toán một bữa ăn nữa, còn không cần mua thêm uống vitamin nữa. Đúng không quý vị? Và đặc biệt nhất là nhau trứng cá hồi kết hợp với cá hồi tươi. Đó là cái điều đặc biệt đó quý vị. Ha. Thì thưa quý vị, 180 đồng một hộp, mua một tặng một. Quý vị có thể là mua tới 5 tặng 5, nhưng mà mua thử 1 tặng 1. Quý vị nào chưa từng dùng collagen của Billmore, ngày hôm nay mua thử 1 tặng 1 đi. Về uống thử một chai đi. Thấy cái vị nó không ngon, nó không có đậm đặc, quý vị trả lại refund tiền đầy đủ trong vòng 30 ngày của quý vị nhá. Không có lo. Và nhớ là một hộp mà mua 1 tặng 1 thì nó còn coi như là có 90 đồng. 90 đồng mà dùng cho 30 ngày, với 90 đồng và dùng cho 7 ngày. Quý vị chọn cái nào? Đúng không? Tại vì một hộp đó là, tôi nghĩ rằng một hộp là 10 chai đi, 8 chai. Thì một ngày 2 chai, thì một hộp thì uống có 4 ngày hết rồi. Đúng không quý vị? Tại một ngày 2 chai mà, tại vì cái hàm lượng nó ít quá. Thì một ngày uống 2 chai, một hộp như vậy đó là 8 chai thì uống có bao nhiêu? Có 4 ngày. Còn trong này một hộp 8 chai uống được 30 ngày. Tại một tuần có 2 chai. Và đặc biệt là có tới trên 10 loại vitamin trong đó. Quý vị nào thích ngọt thì hãy dùng cái màu đỏ. Là bởi vì collagen màu đỏ nó có kết hợp với nhau trứng cá hồi. Quý vị nào thích vitamin cao mà nó chua chua thì dùng cái màu vàng. Màu vàng chỉ có 150 thôi. Thì quý vị mua một tặng một. Thì thưa quý vị, đây là hai sản phẩm đứng đầu của Billmore trong suốt thời gian qua. Có rất nhiều đơn hàng đã đặt trước. Thật sự gần một năm nay đó quý vị không? Rất là nhiều khách hàng là phải đặt tới 6 tuần mới có hàng. Thì ngày hôm nay mình trả lời luôn. Bởi vì sau cái đại dịch, rất nhiều nhân viên đánh bắt, người ta đã không còn đi làm ở Nhật Bản nữa. Cho nên buộc lòng hàng chúng tôi không có đủ để cung cấp. Ví dụ quý vị order, thì khi hàng về, quý vị nào mà order trước thì được nhận trước, order sau một ngày thì nhận sau một ngày. Chúng tôi làm rất là đàng hoàng. Nhưng là bởi vì làm từ da cá Simon tươi, cho nên phải chờ đánh bắt. Quý vị mua những loại collagen á, mà làm từ da cá tra nè, da cá ba sa nè, da gà nè, da heo nè, thì thôi chắc chắn là quý vị mua có liền rồi. Thật sự như thế này, da cá và da heo, da gà là những cái thành phần tạo nên collagen. Da động vật có rất nhiều loại da động vật, có mỡ, có vú,
tạo ra collagen rất là tốt. Nhưng mà nó nguy hiểm hay không ở chỗ này? Thứ nhất, da cá sai mệnh được đứng đầu ở thị trường collagen bởi vì nó tinh khiết và nó không có cholesterol. Quý vị uống những cái loại collagen mà nó là collagen thôi, nó không có nói là từ da gì hết. Quý vị đi mua collagen, họ chỉ nói rằng collagen, quý vị nghĩ rằng tôi cũng mua collagen, bạn cũng mua collagen, nhưng mà collagen được làm từ cái chất gì, đó mới là cái sự thông minh của quý vị sử dụng đúng. Collagen làm từ da cá thì không sợ cholesterol, không sợ mập, nhưng mà làm từ da gà và da heo thì ôi thôi, cholesterol nó quá trời. Quý vị nghĩ đi, ở Mỹ người ta bỏ da gà không có ăn, lột dục, da heo lột dục, chỉ người châu Á mình thì lâu lâu ăn thôi đó. Mà bây giờ quý vị, người ta mua cái đó về toàn là da gà, da heo, người ta chiết thành collagen, người ta vô chai quý vị uống, thì thử hỏi quý vị uống bao nhiêu cholesterol trong đó và đồng thời tăng cân. Trong collagen của Wilmore làm từ da cá, không có lẫn lộn da gà, da heo, da bò hay là da cá ba sa gì hết. 100% là da từ cá sai mệnh. Thì quý vị so với da gà, chắc chắn là nó rẻ hơn của Wilmore rồi. Bởi vì một bên là mất tiền và đặc biệt là cá đánh bắt. Rồi kế đến nữa là nó có các chất vitamin trong đó nữa quý vị. Thì mười mấy năm nay, bởi vì chờ những đợt đánh bắt đó, ở gần đây nhất là vấn đề công nhân thiếu và dịch bệnh hoành hành ở Nhật Bản và ở tất cả các nước, cho nên người ta không có đủ những cái chuyến đánh bắt thường xuyên. Vì vậy mà hàng đặt trước phải chờ chậm hơn là như vậy. Thì quý vị nào không muốn mình là những người phải chờ lâu thì order ngay hôm nay. Collagen đã về tới nha quý vị nha. Về tới cách đây 2 hôm, FDA đã lia ngày hôm qua và trong chuẩn bị ngày mai này thì sẽ gửi ra. Thì quý vị nào mà chưa có order thì order liền bây giờ nha quý vị nha. Đợt sau phải 2-3 tháng nữa mới có, là bởi vì chúng tôi phải chờ là đồ tươi. Thì có những loại collagen đó của Wilmore quý vị thấy nè, mua về quý vị mở ra một cái là phải uống liền. Bởi vì sao? Nó làm từ tế bào tươi, nó không có để lâu được. Collagen bột thì để bao lâu cũng được, 3 năm mới hết hạn. Có những loại collagen người ta làm đó, tôi nói rằng là 50.000 mg, nhưng mà trong một cái chai 1 lít hay là chai nửa lít, thì thử uống hớp nó bao nhiêu, nó quá ít. Còn cái Wilmore nếu mà cộng lại đó thì một chai nó 22.000, 8 chai là bao nhiêu quý vị? Gần 170.000 mg trong một hộp. Còn trong một cái chai mà 50.000 thì chia từng cái muỗng nhỏ ra, một muỗng nó có mấy miligram, uống nó không có thấm đâu quý vị. Và đặc biệt để lâu như vậy, nó không phải là collagen từ khi mở nắp ra rồi, có không khí vô rồi, đúng là collagen thượng hạng, thì chỉ sau 1-2 tiếng mở nắp ra là phải bỏ nếu mình không uống hết. Đó là cái con muốn chia sẻ quý vị. Nó không nhớt, nó không tanh. Collagen làm từ da gà, da heo và da cá ba sa, cá tra, nó tanh dữ lắm quý vị. Và nó nhẫn nhẫn đắng đắng nữa. Thì đó là những cái phân tích cho quý vị rằng tại sao của Wilmore luôn luôn đắt hàng và luôn luôn phải chờ. Vì muốn không phải chờ, vì order liền ngày hôm nay. Thì cứ mỗi 2 đến 3 tháng là hàng chúng tôi mới đủ một cái đợt đánh bắt và về. Ngược về 2 năm về trước, trước khi dịch đại dịch xảy ra, thưa quý vị, hàng Wilmore không có chờ lâu như vậy. Nhưng mà từ lúc đại dịch tới bây giờ, tất cả các nơi, kể cả những chuyến tàu đánh bắt cá cũng bị xét rất là gắt gao. Khi đưa hoa Mỹ, FDA xét rất là gắt gao. Cho nên vì vậy mà phải chờ. Hãy gọi ngay bây giờ 1-888-933-7624, 1-888-933-7624 để mua cho được cái collagen cao cấp nhất. Quý vị biết không, Ngọc Nhi có rất nhiều khách hàng đã mười mấy năm rồi, 15 năm vẫn dùng collagen của Wilmore không thay đổi. Mấy chị nói vậy nè, em ơi, có nhiều khi em về trễ quá đó, chị phải order chỗ khác, tại vì chị uống cho đỡ. Nhưng mà em ơi, uống rồi thất vọng, nó loãng như là nước apple juice thôi, nó không có đặc tí xíu nào, mà không biết tại sao mà họ uống. Ngọc Nhi mới nói rằng là mỗi một người cái vị khác nhau. Collagen 2-3 ngàn, 5-6 ngàn mg thì chắc chắn rằng cái chất nhớt nó ít, cho nên nó phải lỏng le, nó khác với collagen 20-mấy ngàn. Thì thôi chị uống đỡ đi, chị chờ hàng của em về. Một cái nữa chị nói rằng thật sự uống rất là ngủ ngon. Còn uống những loại khác chị thấy nó bình thường, tại vì nó hàm lượng ít quá và nó không có vitamin. Có trường hợp như vậy, có nhiều người nói là đợt trước á, tôi uống á, mà sao collagen đợt trước nó đặc mà sao đợt này nó lỏng. À, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nè. Nghe cho kỹ nha quý vị. Mỗi khi collagen mới về,
nó luôn luôn lỏng hơn sau khi để nằm ở đó khoảng 2 đến 4 tuần. Là bởi vì sao? Collagen mới xuất xưởng nó chưa có đặc như vậy. Nó kết hợp với vitamin C trong đó. Vitamin C nó gặp cái nhiệt độ càng ấm thì nó càng đậm màu và nó làm đặc lại cái collagen. Lưu ý chỗ này nha quý vị. Đừng nói sao, ủa sao tôi uống đợt rồi tôi uống đó, nó đặc hơn đợt này, lỏng hơn ha, đợt này nó đặc hơn đợt rồi lỏng hơn, là tùy theo cái đợt collagen mới hay là collagen cũ. Cũ chỉ cần nó ra ngoài sau khi xuất xưởng khoảng 30 ngày đến 60 ngày là có loại nó đã bị rồi, tùy theo thời tiết. Có những đợt hàng ở Nhật Bản về đó, trời càng nóng, tàu lên đên càng lâu thì collagen về nó đặc liền, nó đã đặc rồi. Có những lúc mà đi về đường bay đó thì chắc chắn là nó sẽ lỏng hơn đi về đường tàu. Đó là cái mà quý vị lưu ý chỗ này nhớ nha. Collagen đi đường bay sau khi xuất xưởng 1 2 tuần lễ, 1 tuần là bay liền, xuất xưởng ra qua là 1 tuần có ta đây liền thì nó rất là loãng. Nhưng mà đi đường tàu nó đặc hơn là bởi vì cái nhiệt độ nó làm tăng hàm lượng lên và nó làm giảm cái si xuống, thì lúc đó nó sẽ đặc hơn tí xíu. Đó, quý vị, đây là cái kiến thức chung. Và Biomo không bao giờ nói chất lượng. 15 năm, ngày xưa là 13.000, bây giờ là 22.000. Chất lượng của thành phần đã xin với FDA rồi. Một lần họ cấp giấy duyệt rồi thì không có thay đổi ẩu được. Muốn thay đổi phải chờ cái khác. Quý vị nào có thắc mắc tại sao nó khác thì hãy gọi Biomo và chúng tôi sẽ cung cấp chứng từ bản thành phần cho quý vị xem. Nha quý vị nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị. Và một lần nữa, một tặng một, mua một hộp collagen được tặng một hộp collagen. Gọi ngay bây giờ. Nha quý vị nha, gọi ngay bây giờ được chương trình đặc biệt. Đây là cái hàm lượng cao nhất thị trường Hoa Kỳ hiện nay. Gần 22.000 mg và 21.866 mg cho màu vàng. Gần 22.000 hơn cho loại màu đỏ. Mua một tặng một, một hộp collagen Biomore, quý vị dùng được 1 tháng, bởi vì 1 tuần chỉ có 2 chai mà thôi. Quý vị hãy chọn 1 tuần 2 chai hay là 1 ngày 2 chai, 1 tuần 2 chai hay là 1 tuần 8 chai, đó là sự lựa chọn của quý vị nhé. Và xin nhắc lại, collagen càng đậm càng đặc thì nó sẽ đặc. Là bởi vì sao? Nó đậm đặc bởi cái hàm lượng nó cao. Quý vị nên nhớ nhắc lại, một cái chén nước bỏ 1 muỗng bột thì nó loãng, nhưng mà bỏ tới 10 muỗng bột, 20 muỗng bột thì nó sẽ rất là đặc và màu sẽ rất là đậm. Đó là cái nguyên lý của sản xuất collagen và nguyên lý chung. Thì hãy sáng suốt chọn lựa là collagen thích hợp cho mình nha quý vị nha. Một tặng một, gọi ngay ngày hôm nay trước khi hết hàng nữa. Thường thường hàng về đó quý vị 2 tuần đến 3 tuần là không còn một hộp. 150 ngàn hộp về chỉ trong vòng mấy ngày bởi vì khách đã pre-order quá nhiều. Hàng vừa về tới, gọi ngay, đặt ngay để nhận hàng trong 1 tuần, 2 tuần nữa. Hay là quý vị chờ đến 2 tháng nó mới có hàng. Đúng không quý vị? Thưa quý vị, đây là sản phẩm như rất là thương yêu và sản phẩm collagen cũng tạo nên cái thương hiệu của Vilmore đó quý vị. Đã Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã dùng nhiều năm nay. Và hãy nhớ nè, collagen mới về, lúc nào nó cũng loãng hơn nếu đi bằng đường bay. Đợt rồi biết không, Ngọc Nhi về đó là đường bay, cái đường tàu, cho nên nó phải đậm đặc hơn là vậy nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Xin kính chào quý vị.